món lươn xào lăn các bạn. Không biết cái này nhiêu tiền mà thấy nó rộng lắm, mình đang ăn ở một cái quán ăn rất là bình dân luôn các bạn. Ngồi ở đây vui lắm, có mấy hồ cá kế bên nè. Hết cồn rồi. Quán này là quán bình dân thôi bạn, rất là hay rồi. Lần đầu tiên mình đi ăn một cái quán mà cái bếp phía bên kia các bạn. Ở bên kia là một cái bếp người ta nấu các bạn, còn bên đây là cái bàn của mình ngồi. Họ thuê một cái mặt bằng này khoảng chừng ngang khoảng 6 mét rồi, dài chạy dài vô. Phía bên đây là cái hồ cá, dọc bên đây là hồ cá chạy dài ra phía sau. Có cá điêu hồng nè, cá tây tượng nè, cá lăn nè, cá kèo đồ đó nè. Cá này là con cá. Cá này là kia có chạch gì nè. À, cái này là lươn xào lăn đó các bạn. Để mình bẻ con cá này. Cá chạch này là chạch gì quên tên mất tiêu rồi. Nóng quá. Chiếc bàn. Hai người mà kêu như con cá này là hơi bị kêu như mò này là hơi bị quá hớp rồi. Chấm mắm mía rồi. Đó là xoài khô một loại rồi. Lươn xào lăn này chắc con lươn bự rồi, cút lươn nữa. Để mình lấy cái bụng nó lên cho bạn xem hấp dẫn. Nó sao bụng lên đó bạn. Lươn xào lăn. Quán này hay lắm rồi. Ngồi ăn quán này quán bình dân nhưng mà ăn yên tâm rồi. Bạn biết không? Từ cái chỗ bàn mình ngồi là qua tới bên kia là cái bếp ta. Ở ngoài đường nhìn vô cũng thấy bếp. Bếp nấu đó. Rất là nhanh gọn lẹ. Làm chân cái gì cũng thấy nha. Một miếng ớt, miếng nước vừa. Ít lượng thôi Phương ơi, miếng nước thôi Phương ơi, cho bánh mì thôi à. Một chén thôi.